Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2023, Chi hội Người Cao Tuổi Thôn Hai Vân Trung đã tổ chức thành công Hội nghị Người Cao Tuổi Thôn Hai Vân Trung năm 2023. Về dự hội nghị có đại diện các ban ngành địa phương và toàn thể các cụ cao tuổi Thôn Hai Vân Trung. Hội nghị đã diễn ra rất long trọng và ý nghĩa cùng với các tiết mục biểu diễn múa do chính các cụ Thôn Hai Vân Trung thể hiện. Xin chúc các cụ luôn khỏe, luôn vui và luôn là tấm gương sáng để các con cháu noi theo. Cán bộ và người cao tuổi thôn Hai tổ chức hội nghị kỷ niệm 1 tháng 10 ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 332 ngày 17 tháng 9 năm 1992 về việc tổ chức ngày quốc tế hội người cao tuổi. Hội nghị cũng đã triển khai chương trình tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về pháp luật, thực hiện tốt những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần lạc quan, vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, gia tăng tuổi thọ. Thưa toàn thể hội nghị, để lấy lời ca tiếng hát làm niềm vui của tuổi già, một thời là mẹ nghĩa tình bao la, đó là một bài múa do tổ múa của hội người cao tuổi thôn Hai trình bày, xin mời các vị cùng thưởng thức. Oh,
xin